Dạ xin chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bãi ha các bạn ơi. Hôm nay có 3 chiếc xe đẹp lắm nha các bạn. Đó, một con Phiêu của Mỹ các bạn ơi. Một con Phiêu ha, các bạn nhìn thấy con Phiêu này đẹp ghê không các bạn? Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Có mã là Ramin, một con Centurion. Con này con của Đức các bạn. Con của Đức ha, như Bạch Công Tử luôn các bạn ơi. Con chết FX 7.4, đó ba con ha các bạn. Đó, các bạn quan tâm con nào thì alo em quay chi tiết em sẽ báo giá cho các bạn luôn nha. Đó, em quay chi tiết em sẽ báo giá. Đó, mới còn mấy con nữa hết thì em sẽ để giá cực kỳ là tốt cho các bạn luôn ha các bạn ơi. Đó, ba con em đã canh chỉnh hoàn hảo hết rồi. Đó, vừa em đã canh chỉnh và rửa ok hết rồi, các bạn về chạy thôi ha. Đó, rất đẹp luôn các bạn. Rồi, trước khi vào nội dung chính xin chúc các bạn có một ngày làm việc thành công hết các bạn ơi. Đây em đo cái size trước ha. Con này tính tới cọc yên là 48 các bạn. Con Phiêu ha. Ngang của em nó là ngang 52 thì 48 52, cái size cực kỳ là đẹp luôn, từ 1m6 tới 1m7 chạy là ok hết ha. Con Phiêu của Mỹ quá là nổi tiếng, một thương hiệu ha. Đó. Đây, em này đi một bộ tay lắc là Shimano. Một bộ tay lắc bấm nha các bạn. Đó, tay lắc bấm ha, bấm là xả nè, lên nè, xả nè các bạn ơi. Đó. Shimano ha bạn, rất đẹp luôn. Cái tay lái của em nó của Phiêu luôn ha, tay lái, công tăng, chén cổ đều là của Phiêu theo hãng hết luôn ha các bạn, đều của Phiêu theo hãng hết luôn ha. Đó, của Phiêu rất đẹp các bạn. Đây khung nhôm càng carbon các bạn, các bạn coi à, cái khung rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, Phiêu màu đen nhám, cái tem của nó màu xanh trắng cam rất là đẹp luôn các bạn. Càng carbon này các bạn ha, càng carbon ha. Bạn nhìn cái càng không còn tì vết luôn. Đó, cái niền của em nó cũng là niền của Phiêu luôn các bạn. Đó, cái niền của Phiêu luôn ha. Cái niền bản này bản cao 3 phân ha các bạn. Đó, tầm inox nè. Đùm là đùm của theo xe, đùm của Phiêu luôn ha. Vỏ này thì là vỏ Bana Racer. Đó, vỏ này thì chắc là em sẽ thay cho bạn một cặp vỏ khác ha. Em sẽ thay miễn phí cho bạn một cặp vỏ mới. Đó, các bạn về chạy cho nó yên tâm. Cặp vỏ này cũng hơi mòn rồi các bạn. Đây, thương hiệu Phiêu ha. Đó. Rất là đẹp luôn các bạn ơi, liền rất đẹp luôn ha. Đó. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đây, càng của em nó nè. Các bạn nhìn cái càng. Ui, cái càng đẹp quá các bạn ơi, càng siêu đẹp luôn. Càng thắng nè, càng thắng nhôm trắng rất đẹp ha. Các bạn, một em Phiêu nè, em Phiêu cái màu này cực kỳ đẹp luôn các bạn. Em Phiêu của Mỹ các bạn ơi, thương hiệu quá nổi tiếng ha. Thì em này xài một chất liệu nhôm là 7005. Đó, chất liệu nhôm 7005 ha các bạn. Chất liệu nhôm này, chất liệu nhôm rất là cao cấp, rất là nhẹ và cứng cáp ha. Rất là nhẹ và cứng ha các bạn. Đó. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây, cúc yên nè. Cúc yên nhôm trắng, yên này yên ngồi rất êm các bạn. Các bạn coi cái tay em nhấn nè. Ngồi cực kỳ êm luôn các bạn ơi. Đó, càng thắng sau đây, nhôm trắng, niền sau cũng là niền của Phiêu luôn ha. Đó, cái vỏ sau nó còn ok nữa các bạn. Cái vỏ sau, vỏ Banal Racer nè, 723C ha. Cái vỏ Made in Japan nó còn ok nè. Để em thay cho các bạn cái vỏ trước thôi. Em thay cho các bạn cái vỏ trước ha các bạn. Đó, cái niền còn sáng bóng luôn các bạn. Niền còn rất là sáng ha. Phiêu, đây, tâm inox đây các bạn. Đùm là đùm của Phiêu luôn ha. Đây các bạn. Đó. H3O này các bạn. Rồi em này đi 8 clip các bạn ơi. 8 clip Shimano ha. 8 clip Shimano ha các bạn. Đây là Shimano Tiara các bạn. Cái chuyển clip nè, Shimano Tiara. Cực kỳ là cao cấp luôn các bạn ơi. Dây sên này, dây sên zin theo xe các bạn. Nhưng mà còn chạy rất là ok nên em để luôn ha các bạn. Em đã chạy thử rồi. Các bạn có nhu cầu á thì em sẽ thay cho các bạn một cọng sên mới luôn ha. Cái cọng sên này các bạn về xịt dưỡng sên rồi chạy vài bữa là sáng chân luôn ha các bạn. Đó, dò dĩa nè. Dò dĩa cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Dò dĩa FSA của Mỹ ha. Chuyển dĩa là Shimano Tiara luôn ha các bạn. Đó, nhôm rất đẹp luôn, nhôm trắng ha. Đó, nguyên một bộ Tiara. Cái bộ này Tiara ha các bạn, 4600 các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Cái bộ này là ba các bạn bấm xả cực kỳ là nhẹ luôn các bạn. Đó. Cái khung sườn của em nó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Cái khung sườn rất đẹp ha, em Phiêu các bạn. Rồi để em quay tổng quan cho bạn xem.
con em phiêu này nhìn rất là đẹp các bạn, màu sắc của em nó phối rất là đẹp ha. Đó, rồi em quay qua mặt bên đây ha bạn. Đây các bạn ơi, cực kỳ đẹp luôn ha bạn. Đây có một cái miếng băng keo của bên Nhật ha bạn, miếng băng keo bên Nhật còn dán luôn nè. Đó, thương hiệu của phiêu các bạn, một thương hiệu của Mỹ cực kỳ đẹp, dò dĩa FSA của Mỹ ha. Đây cái này có nó dán nguyên chữ Shimano luôn các bạn, không cái này là sơn lên luôn các bạn ơi, nguyên chữ Shimano luôn nè. Đó, cái này là cái bản đường đua, cái bản đường đua của cái team nè các bạn. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi, các bạn thấy không? Đây tem của em nó nè, tem Nhật thì còn đầy đủ ha. Đó, cái khung sườn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây em quay tổng quan cho bạn, hôm nay có 3 con thì em sẽ quay nhanh và em báo giá. Em quay nhanh nhưng cũng rất là chi tiết nha các bạn. Đó, đây. Em phiêu của Mỹ các bạn ơi. Em phiêu này phối màu quá là đẹp luôn các bạn, cực kỳ là chất luôn ha. Rồi, em phiêu này em để cho các bạn giá 10.500.000. 10.500.000 nha các bạn. Các bạn thấy không? Một em xe cực kỳ đẹp luôn. Đó, phối màu cực kỳ đẹp luôn. Em có báo rồi, em sẽ thay cho các bạn cái vỏ trước ha, vỏ trước nó mòn rồi các bạn. Cái vỏ sau, vỏ Banana Racer Made in Japan thì còn cực kỳ là đẹp. Không cần thay đâu các bạn ơi. Bao các bạn chạy luôn. Em thay cho các bạn cái vỏ trước ha. 10.500.000 em bao ship cho các bạn. Các bạn quan tâm alo em 0975158377 ha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mà là một con Centurion. Centurion là một con xe thương hiệu của Đức ha các bạn. Cái con này như bạch công tử luôn các bạn ơi, đi nguyên cặp vỏ màu trắng luôn, rất là đẹp ha. Rồi em quay chi tiết đây. Rồi đi một bộ tay bấm xả của Shimano 2003 các bạn. Shimano 2003 tay quấn zin theo xe luôn nè. Rồi các bạn không thấy cái bao tay cao su ở đây đúng không? Rồi, bao tay của nó rách thì em đang đặt một cặp bao tay Shimano 2003 ở bên Nhật về nha các bạn. Em đang đặt một cặp bao tay đó bên Nhật về ha các bạn ơi. Đó, đặt từ bên Nhật. Nó con xe rất đẹp ha các bạn. Đó, con này em đang đặt cặp bao tay về, 2 ngày nữa là sẽ có ha. Em không có thay cái hàng mới ở đây ha các bạn. Cái này em phải đặt về mới được ha các bạn. Em đặt về cái hàng zin của nó. Đó, Shimano 2003 cặp bao tay nè. Cặp bao tay rất là mắc tiền các bạn. Em mà muốn thay vô cho nó đẹp xe luôn là em thay luôn rồi. Thì cái hàng ở đây nó cầm không có chất lượng nên em đặt mới ở bên Nhật về ha các bạn. 2 ngày nữa sẽ có hàng. Thì các bạn chốt xe thì 2 ngày nữa em sẽ giao xe cho các bạn ha. Đó, rất là đẹp ha các bạn. Đây. Đó, đây công tăng Rocap, tay lái Rocap luôn ha các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, một chiếc xe thương hiệu của Đức ha. Chiếc này em mới vừa thấy luôn, mới vừa lấy về luôn các bạn ơi. Cái khung sườn của em nó rất là to hả bạn. Cái khung sườn dọc chéo vậy nè. Cái khung sườn này rất là to luôn các bạn ơi. Nó thương hiệu của Đức lúc nào cũng làm xe cũng chắc chắn các bạn. Đó, màu trắng ngọc trai càng luôn, càng carbon. Đó bạn, càng carbon cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Rồi. Cái càng thắng của nó là Shimano Sora ha. Cặp càng thắng Shimano Sora ha bạn, rất là đẹp. Cái vỏ của nó trắng tinh luôn các bạn ơi. Đó, không tin vào mắt mình được luôn, cái vỏ trắng tinh luôn, cái vỏ của Shinko ha bạn. Cái vỏ của Shinko Roden Boy. Vỏ cực kỳ đẹp luôn. Vỏ này là vỏ 700. Để em xem cái size vỏ ha. 725C các bạn, 725C ha. Đó, vỏ cực kỳ đẹp luôn. Niền là niền nhôm 2 tầng ha các bạn. Niền cặp niền này là cặp niền Electrim. Cặp niền Electrim nhôm 2 tầng ha các bạn. Tâm inox nè, đùm là đùm Shimano các bạn ơi. Ha, đùm là đùm Shimano cực kỳ đẹp luôn, 2002 các bạn. Đó. Đồ trên xe này các bạn khỏi bàn rồi. Đồ trên xe này cực kỳ là chất luôn các bạn ơi. Đây, Hyper Bright 500 gì nè, cái mã xe của nó. Đó, rồi, nãy giờ em quên đo cái size các bạn ơi. Để em đo cái size cho các bạn xem. Rồi, tính tới cọc y là 50, tính tới sườn ngang là 46. Ngang của em nó là ngang 52 các bạn, từ 1m6 tới 1m7, 1m75 chạy ok ha. Cúc yên của em nó nè. Cúc yên của em nó cúc yên đàn hồi luôn các bạn ơi. Đó, cúc yên đàn hồi ha. Yên em đã thay cho bạn cái yên thể thao, yên mới ha. Đó, cái càng thắng sau cũng là càng thắng Shimano Sora. Vỏ sau cũng là 700. Vỏ trước là 725, vỏ sau là 728 ha các bạn. Đó,
một cặp vỏ nè, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Niền là niền nhôm 2 tầng của Elestream ha, tâm inox đó các bạn, thấy nó chớn không các bạn? Đó, em vừa đẩy nhẹ nó chớn ghê luôn các bạn ơi. Đúng là cái đùm Shimano nó đi chớn cực kỳ là ngon luôn các bạn ơi. Đó, đùm Shimano đi chớn cực kỳ là ngon luôn ha. Đây, em này xài một cái củ đời của Shimano 2003, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 clip. Clip của em nó là vàng ống ánh luôn, clip vàng ha các bạn, clip vàng ống ánh luôn, rất là đẹp các bạn. Đây, dây sơn này cũng là dây sơn zin theo xe, dây sơn zin theo xe luôn ha, nhưng mà còn xài rất là tốt các bạn, nên em không có thay thế cho các bạn thích dây sơn mới thì nói em sẽ thay cho bạn một cộng dây sơn mới luôn ha, cộng dây sơn 105. Này dây sơn theo xe này chạy rất ngon các bạn, dầu dĩa Shimano, cái chuyển dĩa là Shimano Sora luôn ha, rất là đẹp luôn, dầu dĩa Shimano các bạn. Đó, em đã canh chỉnh hoàn hảo hết rồi, thông số dĩa với clip của em nó là 50-34 các bạn. Để em xem lại coi. Đúng rồi, 50-34 các bạn ơi, 50-34 ha, dầu dĩa Shimano ha bạn, trắng tinh luôn em này. Đây, sườn của em nó nè, sườn rất là đẹp luôn. Đó, em xe trắng tinh luôn, các bạn nào thích màu nè, cái màu trắng này các bạn chốt con này quá đỉnh luôn các bạn ơi. Cặp vỏ đó em bay bao cho các bạn chạy luôn ha. Đó, Centurion, một chiếc xe thương hiệu của Đức các bạn, rất là đẹp. Rồi em quay qua tên đây các bạn ơi. Đây, đó, cái càng của em nó nè, Rod Ray các bạn, rất là đẹp. Cái khung sườn của em nó rất là to các bạn, nó em ôm cái tay em không hết luôn nè, cái sườn rất là to, cứng cáp ha bạn, rất là cứng cáp, sườn nhôm càng carbon ha. Chất liệu nhôm của Đức làm ngon, làm rất là cao cấp, chất lượng luôn các bạn ơi. Đó, tem những cái này là nó sơn lên luôn các bạn. Đó, những cái tem này là nó sơn lên sườn luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Đó, đây cực kỳ đẹp, đẹp luôn ha các bạn. Dầu dĩa Shimano, đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Tem mát của Nhật này nằm dưới sườn ha. Đó, rồi em quay tổng quan chiếc xe lại một lần nữa cho bạn xem. Các bạn nhìn thấy con xe cực kỳ đẹp luôn ha bạn, con xe trắng tinh luôn. Đó, chạy con này là quá nổi luôn các bạn ơi. Đó thì cái bao tay đó thì tầm 1 ngày 2 ngày nữa, sớm là nhất là 1 ngày là cái cặp bao tay sẽ về, em ráp vô là em giao xe cho bạn được luôn ha. Đó, các bạn cứ yên tâm, con xe đó đẹp luôn, con xe thương hiệu của Đức nha các bạn. Rồi con xe này để cho các bạn giá 10.500.000 ha, 10.500.000 các bạn ơi. Các bạn nào quan tâm chốt thì alo cho em 0975158377, đó cũng là số Zalo của em luôn nha các bạn. Cuối cùng nữa các bạn ơi, cuối cùng đây, một con ZFX 7.4 các bạn, mới vừa dời luôn, ZFX 7.4 ha, màu đen, khung nhôm càng carbon nguyên zin theo xe nguyên một con luôn, không có thay thế một con ốc nào luôn các bạn. Xe rất đẹp, chuông này chuông zin theo xe luôn nè, kêu cực kỳ là thanh luôn các bạn ơi. Cái bao tay này chắc em sẽ thay cho các bạn ha, để em để zin nè, nhưng mà nó hơi dính dính thì em sẽ thay cho các bạn ha. Cái tay lái Bontrager ha. Đó, một cái một cặp tay lắc Shimano Sora ở Shimano Acera, 3 dĩa 9 clip ha, 3 dĩa 9 clip, cái công tăng của Bontrager luôn ha các bạn, công tăng Bontrager luôn ha, 3 dĩa 9 clip, một cấu hình này, cấu hình quen thuộc của dòng ZFX rồi các bạn ơi. Đó, ZFX màu đen rất đẹp, càng carbon này ha, càng carbon các bạn ơi. Đây, cặp càng thắng là Shimano Diori các bạn, cặp càng thắng Shimano Diori ha. Vỏ trước là vỏ Bontrager luôn ha, niền là niền Bontrager luôn các bạn, niền Bontrager luôn nè. Đó, đùm nè, đùm mã đồng ha các bạn, đùm mã đồng, đùm CNC, tâm inox sơn tĩnh điện ha, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây, một em chết các bạn, chết FX 7.4 đây nè. Đó, nó màu đen nên các bạn nhìn nó hơi dơ vậy thôi, các bạn về có thời gian các bạn lấy cái nè, các bạn bắt chiếc xe lên. Đó, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đây, đây nè, yên nè, yên em thay cho các bạn yên thể thao thôi, cốt yên nè, rất là đẹp luôn các bạn ha. Đó, vỏ sau nè, vỏ sau thì chắc em sẽ thay cho các bạn ha, vỏ sau nó hơi mòn rồi. Đó, thì các bạn nào có nhu cầu ba chiếc xe này, các bạn nào có nhu cầu thay hết vỏ cho các bạn, nhưng mà riêng cặp vỏ của cái chiếc trắng này nè rất là ngon các bạn, để đi
chín líp đây các bạn ơi, đó, chín líp Shimano này. Shimano ha, chín líp không có mắt nào mòn luôn, rất là vuông luôn các bạn. Rồi, cái sàn líp là Shimano Diori ha, sàn dĩa là Shimano Acera ha, cấu hình rất là quen thuộc của dòng FX rồi. Ba dĩa các bạn, miếng bao giờ dĩa nè, giờ dĩa Shimano ha các bạn. Đó, chớn rất là ngon các bạn, chớn rất là ngon ha. Đó, một em chết của Mỹ các bạn. Rồi em đo cái size nãy giờ quên đo. Rồi, tính tới cọc yên của nó 44 các bạn ơi. Ngang của em nó là ngang 53. Thì cái size này các bạn từ 1m6 tới 1m7, 1m75, 1m72 chạy ok ha. Đó, em chết một con Touring ha các bạn. Con Touring rất là đẹp luôn. À, đây các bạn ơi, càng carbon ha, càng carbon siêu đẹp các bạn. Dòng chết siêu đẹp luôn các bạn ơi. Đây, nãy giờ em quên giới thiệu cái gọng nước của Bontrager, gọng nước zin theo xe luôn nè. Các bạn thấy không? Rất là chất lượng ha. Đây các bạn. Giờ dễ Shimano ha. Đó, có tem mát gì của Nhật ở đây. Đó, bình thường tem mát của Nhật nó dán đâu đây nè. Đây. Đó, tem đăng kiểm đây các bạn ơi. Đó ha. Đó, này mua của công ty Seo Cycle. Đó. FX series, dòng FX series ha. Đó, thì cái này chưa có chân chống ngang thì các bạn chốt em sẽ gắn chân chống ngang cho các bạn ha. Đây cái càng thắng nè, cái càng thắng Shimano Diori ha, vỏ sau nè. Thì vỏ sau em nói các bạn thì cái vỏ nó hơi mòn các bạn. Đó, em sẽ thay cái vỏ cho các bạn ha. Vỏ sau đang đi vỏ Victoria Made in Japan ha. Đây ơn sau nó có cái phản quang rất là đẹp luôn ha. Rồi em chết này để cho các bạn giá 8 triệu ha các bạn. Rất là đẹp. Một con Touring thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ ha. Rồi để cho bạn 8 triệu ha, 8 triệu là em bao ship cho bạn rồi ha. Rồi các bạn quan tâm thì alo em. Giá này giá rất rẻ các bạn. Giá rất là tốt cho bạn mua về trải nghiệm ha. Còn mấy con nữa hết rồi, hết xe các bạn. Đó. Rồi các bạn quan tâm xe nào alo em 0975158377. Đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Rồi chúc các bạn có một ngày làm việc thành công. Một buổi chiều vui vẻ bên gia đình. Đó các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn những video clip sau. Bye bye.